cá trên bờ chưa chích cho trai cá hay gì chưa chưa ừ, chích thiệt bắt mà bắt luôn rồi à, bắt để vậy bắt cũng được chích đi ở đây mà à. Tay nhóc luôn rồi. Ơi ơi. Mua cái lóc không? Không ăn đâu đìa, lóc hầm. Cái lóc hầm ổng đây nè. Cá hay gì? Lóc đồng. Bắt người ta tưởng người ta giục ra đi là cái chích cái ta. Chích cho nghe đơ đi chứ giải quay ngành nè. Bắt người tưởng đi. Cá giật, cá giật. Cá giật người ta luôn. Cá giật cậu ba. Trời mẹ. Bậy, chết chết mấy cá kia. Nó nằm ngoài vừa sợ gì. Hít vô là cũng chết mấy tư tưởng hết. Bắt mấy tư tưởng hết đi, sẵn đó kìa, bỏ mấy tư tưởng vô hết đi rồi hồi quay lại nó bắt sao. Ừ. Thằng đem cái tư tưởng lên rộng. Chết, anh đại đó như thế. Hầm lúng quá, nào nay ớn hết dám xuống rồi kìa. Không dám xuống rồi kìa. Hầm đầu lúng dữ. Quá luôn. Không dám xuống. Bưng nhẹ nhàng người ta nhẹ thôi. Thôi. Bưng nhẹ nhàng người ta thôi. Mềm mại quá hả? Đúng rồi. Ủa, nó nhẹ rồi mọi. Nó còn con đưa cái đuôi nữa đó. Mày phải bỏ nhẹ nhẹ đó, nó mới ai. Còn con đưa đuôi lên thấy gì kìa. Mày mà. Xuống thủ ơi. Mày ôm mạnh nó là nó giật về hà nó dạy. Mày xuống thủ cậu ơi. Xuống bò. Nó bực nó dạy. Kêu này có nãy giờ hả la lạng nghe tận tận. Nhảy cho tận tận. Cái thằng cà thoa gì à? Nó đem về chiên luôn. Bữa nay có món chiên xù. Này chiên xù. Ba cá hai ba cá hầm mình chín còn. Cứng hả? Chắc hả? Cứng. Thôi. Hồi rầm. Rồng. Biết đâu có ra vô đâu. Đâu, vô làm gì tức. Hồi đó tao có chứa vậy đủ má giờ nhà bông nghĩ cái tụp. Nó thải. Ăn cá người ta mới ngọt. Cá ăn nữa tao gói vào trong nước. Cá ơi. Cá ăn nước. Chứ tao thằng tháng đi làm tao với thằng tháng đi làm về đâu á không làm cái gì đâu mà lại bắt cá hả câu lên nó không chua cái lưỡi cái ra cái móc bên bác lên câu cái mần cái nấu chua nhậu sao hồi tôi làm với mấy anh đó cũng vậy nằm ở ở trong xã ở dưới trong bàn vô xã Lập Hưng đó nằm ừ vô có tạ cũng có con ngọng ấy cũng làm cái gì đủ còn con hay gì hả cũng là nó rình rình vậy đưa cái lòng kéo cái lòng vô đi bưng lên quay lên đây coi vợ lên sức giúp chết rồi nha khóa lại chưa nó cọt nhiều lắm rồi lên lên tới chỗ cái xúc đích ôi trời ơi trời ơi xong luôn rồi đã rồi rồi đi về tắm luôn ôi tóc dậy wow cá này 2-3 năm rồi hả ta bự dữ rồi trời mấy ký chạy máu hết rồi con mày nữa gồ gồ con này mấy ký rửa sơn cái đi bỏ vô ui vô tay chắc bỏ đi đó bỏ cứ bỏ vô bỏ luôn không thì chứ không sao chẳng gì bỏ đây đi mình đem thì nào mình mua con nào thì mình kêu người bắt về chiên ha nồi chay chết đỡ tạ nào nãy chẳng ấy nuôi ở đây bố mẹ ngoài ơi